Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Vườn Mai Hưng Thịnh. Thì buổi trưa ngày hôm nay cũng là một clip chia sẻ về vấn đề nói chung là có thể là nó gây nhức nhối đối với những cái anh em mà trồng mai, đặc biệt là mấy anh em mới tập chơi á, thì cái con bồ chỉ mà cái giai đoạn đầu năm này á, giai đoạn nắng nóng này á, thì nó hoành hành, nói chung nó cực kỳ kinh khủng. Đối với những anh em mà chưa có kinh nghiệm nhiều á, thì mấy anh em xử lý nó không có dứt điểm được á, thì dẫn đến cái hiện tượng mà cái cây mai của mình á nó bị cháy, nó mo lá, nó quăng queo được, nó bị cái hiện tượng con bồ chỉ nó tấn công nặng nề á. Ở clip trước thì em cũng là đã hướng dẫn về cái cách thức chia sẻ để cho mọi người xịt thuốc cũng như những cái loại thuốc để cho mọi người xịt phòng trừ. Nhưng mà trong đó thì cũng có một số anh em nói chung phản hồi lại là xịt nó không có chết hết được, nó còn lại đó. Thì cái lý do tại sao thì thôi em không có bàn, nhưng mà hôm nay em sẽ làm lại cái clip chia sẻ để cho mọi người á xịt được hiệu quả hơn và tiêu diệt, nói chung nó triệt để được cái con bồ chỉ. Cái dấu hiệu nè, đó nó ăn nè, như vậy là nặng quá rồi nha mọi người, như vậy là nặng rồi nha, thì mọi người lưu ý nha. Đó, cái đầu ngọn nó ăn nó nặng nề rồi đó. Đó, cái cọng nó đen nè. Thì ở đây em cũng phân tích luôn tại sao mấy anh em mà xịt nó không có được tiêu diệt hết á, thì ở đây em cũng xin nêu ra những cái nguyên nhân nha. Cái thứ nhất, anh em xịt nó không đủ liều nha, xịt không đủ liều. Thì lưu ý nha, không xịt quá liều nha, xịt quá liều là cháy à. Cái thứ hai là xịt với cái chu kỳ. Đó, xịt với cái chu kỳ nó không có đúng. Thì thường một cái chu kỳ để xịt bộ chỉ á, khi mà tất cả những cái con nó bị tiêu diệt, thường thường là 7 ngày chúng ta xịt một lần đó. Trừ trường hợp mà là những cái cây nó bị nặng quá thì chúng ta sẽ tăng liều, tăng cái ngày xịt lên. Đó, cái chu kỳ xịt nó dày đặc hơn xíu để cho tiêu diệt từ cái con tới trứng. Thì nó khi mà trứng nó bị tiêu diệt rồi á, thì nó sẽ ổn định lại, chúng ta quay lại chúng ta xịt 7 ngày một lần. Tại vì ở đây nhiều khi chúng ta xịt nó sẽ còn sót lại cái trứng nó nở ra nha mọi người. Thì ở đây cũng xin cái trường hợp nữa là chúng ta xịt sai kỹ thuật. Chúng ta xịt từ dưới lên. Đó, xịt từ dưới lên, xịt đẫm từ dưới lên, xịt kỹ lên, xong rồi chúng ta xịt ụp trên xuống. Thì như vậy nó mới hiệu quả cái thuốc của chúng ta. Rồi cái vấn đề nữa là khi chúng ta xịt thì nó sẽ còn lại những cái con, cái trứng. Nó là những cái trứng. Khi chúng ta xịt xong tầm khoảng 2-3 ngày sau chúng ta quay lại, chúng ta kiểm tra lại, nó vẫn còn xuất hiện những cái trứng nha mọi người. Đó, còn những cái trứng. Mọi người thấy, nhìn thấy những cái chấm trứng nó nhỏ li ti á. Đem bứt ra ngoài em quay nè. Nó như vậy mọi người có thể nhìn thấy rõ đó, đó thấy không? Đây là những cái con nè. Đợt trước em xịt cách đây 2 ngày đó thì em có làm clip em chia sẻ rồi. Hôm nay bắt đầu 2 ngày em quay lại này, em kiểm tra rồi đó. Thì mọi người thấy những cái trứng nó nở ra, còn những cái con đó, bắt đầu nó tiếp tục nó lớn lên nữa. Thì để mà xịt nó triệt để như vậy thì chúng ta có thể quay lại ha, chúng ta xịt với cái mật độ là 3 ngày chúng ta xịt một lần. Thì chúng ta làm 3 lần như vậy, 3 cái chu kỳ như vậy thì giờ thì cái con bồ chỉ chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn nha mọi người. Đó, thì mọi người lưu ý cái vấn đề mà cái chu kỳ, cái lịch xịt của chúng ta. Đó. Thì em cũng xin chia sẻ lại là lưu ý là đối với những cái trường hợp mà anh em xịt hoài nó không tiêu diệt hết được thì anh em phải áp dụng cái chu kỳ xịt như vậy thì nó mới hiệu quả nha. Đó. Thì thường thì em giải thích sơ lại để mọi người hiểu nha. Thường là chúng ta xịt thì những cái con già hoặc những cái con non nó sẽ chết, tại vì nó trúng thuốc nó sẽ chết. Nhưng mà với những trường hợp mà những cái trứng nó còn nằm trên lá do con bồ chỉ nó đẻ ra thì chúng ta xịt nó sẽ không có chết. Thì như vậy thì sau 2 ngày, 3 ngày sau thì nó sẽ nở ra tiếp tục, những cái con nó sẽ phát triển và nó to dần lên nữa và bắt đầu nó đẻ trứng nữa. Thì như vậy chúng ta xịt nó sẽ không hiệu quả. Thì tại sao mà chúng ta cái cây chúng ta nó bị liên tục bị hoài như vậy là chúng ta xịt không hết. Đó, thì có những nguyên nhân hồi nãy em có nêu rồi đó, thì bắt đầu chúng ta đổi chu kỳ xịt và chúng ta xịt dày đặc hơn nha, em hướng dẫn lại nha. Thì mọi người lưu ý đó,
thì xịt thì chúng ta sẽ xịt với cái mật độ là 3 ngày chúng ta xịt một lần, và cái liều lượng thì như những cái lần trước thôi, không cần phải hạ liều gì hết. Xịt liên tục như vậy thì nó mới hiệu quả, 3 ngày một lần, và chúng ta làm 3 cái chu kỳ như vậy, 3 lần như vậy thì sau khi mà xịt nó hết, nó tiêu diệt được những cái trứng luôn rồi á, thì chúng ta quay lại chúng ta xịt bình thường lại, thì chúng ta cứ 7 ngày chúng ta xịt một lần, 7 ngày xịt một lần là ok nha mọi người. Rồi thôi, buổi sáng nay em cũng làm clip chia sẻ về vấn đề tiếp tục gây nhức nhối cho các anh em về vấn đề con bò chỉ nó bị hoành hành đầu năm á, thì mọi người cứ áp dụng thì em nghĩ nó sẽ đảm bảo cho cái cây của mọi người được phát triển, cành lá nó sung tốt nha, rất là đẹp lá. Rồi thôi, clip tới đây em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, cảm ơn tất cả mọi người, chào tất cả mọi người.